前妈的心血混合，都留给你这个呀。哎塞，我是来个啥货？Vào học đi. Tan bố đón ở đây nhé. Thôi không cần đâu bố ạ. Sao lại không cần? Bố nhìn xung quanh đây xem, có ai đi cái xe ghẻ như của bố không? Bố đừng có làm con xấu hổ thêm nữa. Vào học đi. Bố đi về đây. Đây đây đây, bố đi ngay đây. Lại đi xe chở rác nhờ cậu đi học đấy à? Xem nào, hôm nay đã biết sửa soạn đi học của cậu đấy. Mà cái túi này bố cậu nhặt ở đâu ấy? Xinh phết. Khiếp. Châu à, mày có sửa soạn đến mấy ý, thì mày cũng không sang ở đâu. Nhìn mày ý, chẳng khác gì con chó ghẻ. Tao bảo thật nhá, con loại không có tiền như mày ý, thì ở nhà ấy mà đi bới rác bố mẹ mày. Có tiền ý, lắng đi đố. Các cậu nói xong chưa để tôi còn vào học? Tại sao tao lại cho mày vào học? Mày không đủ đẳng cấp học ở trường này nghe chưa? Biết điều ấy thì đứng im. Cô nào, tôi nói cho cậu biết nhá. Lại đây. Cậu đang định tòm tem anh hùng của tớ đúng không? Nghe này, loại mặt hạng như cậu ấy không đủ đẳng cấp đâu. Nếu tớ mà còn thấy cậu đứng nói chuyện với anh hùng một giây nào nữa thì cái mặt này không còn nguyên đâu nhá. Nhớ chưa? Tao ấy cho một đường cơ bản ý, mày tan tác. Cho này. Ai cho? Đây. Cầm. Đi ăn sáng thôi. Cúi xuống mày nhặt đi. Châu ơi, ngày mai là sinh nhật của tớ, Châu nhớ phải đến dự nhá. Châu mà không đến ấy là tớ giận đấy nhá. Đi trước đây. Lần đầu đến chứ nhở? Ừ. Lên. Ừ. Đến đâu chưa? Tưởng Hưng mời cô công chúa nào? Hóa ra mời cô công chúa đồng nát nè. Ừ. Hôm nay đến đây chờ bọn này ăn uống xong để nhặt chai lọ mang về à? Xin lỗi nhá. Trời ơi,
lỡ tay lỡ tay. Ôi trời ơi. Cậu. Ôi chào ơi, cái gì đấy? Thời buổi 4.0 rồi mà vẫn còn dùng cái xài cái này à? Chắc bố bạn order bài rác cho bạn dùng đúng không? Mùi rác người tởm phải. Các cậu thật là quá đáng. Tao nói với mày rồi, tránh xa anh Hưng của tao ra. Thế mà vẫn còn ve vãn à? Mày tưởng mày ngủ với anh Hưng một đêm là được lên tiên à? Không có cửa đâu, nhớ chưa? Tôi chả phải ve vãn ai cả. Tội của mày là không biết mày đang đứng ở đâu. Mày biết vị trí của mày ở đâu không? Ở cái bãi rác bố mày hay nhặt ấy. Các cậu... Có chuyện gì đấy? Ngồi đi. Anh xem, anh mời con nhà quê về sách để đến sinh nhật anh ấy. Xấu hổ chưa? Châu, Hưng đã dặn là hôm nay là sinh nhật của Hưng. Tại sao Châu lại mặc quần áo lông vô bến? Tôi... Anh không biết rằng đây là bộ đẹp kết quả à? Bộ duy nhất, đẹp nhất đấy. Anh không biết à? Bố cậu ấy là nghề nhặt rác, chuyên đi moi cống moi rãnh. Chắc là hôm nay cậu ấy đến chờ chúng mình ăn xong để đem đồ ăn thừa về mà. Thật thế á? Ơ nhưng mà anh nghĩ là học sinh của trường mình thì phải ra gì chứ. Với cả anh thấy Châu cũng xinh xắn nên là anh ấy mời đến để ăn sinh nhật mà. Trời ơi, anh lại sai sai rồi. Anh chả vừa không biết hay cố tình không trả vừa không biết đấy. Bố con Châu ấy làm nghề nhặt rác đấy anh ạ. Nhặt rác á? Dạ. Cứ tưởng vớ được cái ngon, ai rẻ ở dưới đáy của xã hội. Cũng may mà anh không bị thằng danh con này nó lừa. Tụt thật em ạ. Thôi, đức với loại người này làm gì anh. Mình chuẩn bị ăn thôi. Chỉ có em mới yêu anh vô điều kiện thôi. Này, cóc khèm nó làm thiên nga à? Mà từ nãy đến giờ cô đã nhặt nhạnh được cái vỏ lon vỏ chai rồi chưa? Còn nếu mà chưa thì chịu khó ngồi đây đợi chúng tôi một lát. Khi nào mà chúng tôi uống xong thì nhặt về mà bán, biết chưa? Các người là lũ khốn nạn, hèn hạ. Chúng mày, cho nó biết như thế nào là khốn nạn. Mày bảo ai đấy? Mày giỏi thật đấy. Mày cút về, cái bãi rác nhà mày đi. Còn làm sao nữa? Bị người ta đánh đập khinh thường nhục mạ đấy. Bố vừa lòng chưa? Tất cả là tại bố ấy. Nếu bố mua cho con một cái điện thoại đời mới, cho con là bằng bạn bằng bè, thì con đã không phải nhục nhã như này rồi. Ai bắt nạt con? Nói cho bố nghe. Hả? Ai? Nói cho ông á? Nói cho ông phải được cái gì? Ông làm được cái gì chúng nó à? Nghèo hèn như ông mày làm được cái gì? Ông đừng có làm tôi phải nhục nhã thêm nữa. Từ mai tôi sẽ không đi học nữa đâu. Ông vừa lòng chưa? Châu! Châu!
máu. Châu ơi Châu, bố mày ngắt ngoài đường, người ta đưa vào viện cấp cứu rồi kìa. Bệnh nhân bị thiếu hụt một lượng máu quá lớn. Nếu chỉ hiến máu bình thường thì không ai dám lấy một lượng máu lớn đến vậy cả, vì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may bệnh nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời. Bố, con xin lỗi bố. Hóa ra vì cái thói đua đòi của con mà bố phải đi bán máu. Bố ơi, con xin lỗi bố. Xin lỗi, con sẽ không bao giờ như thế nữa đâu. Con xin lỗi bố, con xin bố đấy, bố tỉnh lại với con đi. Bố ơi, bố đừng như thế nữa, con sợ lắm. Bố tỉnh lại đi bố ơi. Bố. Con gái, đến đi, bố không sao cả, bố không để ai bắt nạt con đâu, bố sẽ không bao giờ xa con đâu. Bố ơi, con sẽ không bao giờ để bố phải phiền lòng về con nữa, con xin lỗi bố, con tự hào về bố, con yêu bố.